Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Học Toán Online lớp 5. Bài học hôm nay của chúng ta là bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương trang 111 các em nhé. Trước khi vào bài học, thầy muốn gửi đến bạn các bạn một thông điệp. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem sau bài học này chúng ta cần tìm hiểu nội dung gì nào. Thầy mời tất cả các bạn. Sau bài học này chúng ta cần đạt những nội dung như sau. 1. Hiểu được biểu tượng về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. 2. Là vận dụng giải bài toán liên quan đến diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương nha. Các bạn thân mến, để giúp chúng ta hiểu về cái tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương, thì bây giờ chúng ta cùng ôm lại một chút kiến thức về hình hợp lý nhật cũng như hình lập phương chúng ta đã tìm hiểu các bài học trước. Trong bài học hôm trước, chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa hình hợp chữ nhật và hình lập phương. Trong hai hình này, nó có những điểm giống nhau như là có 6 mặt, có 8 đỉnh và có 12 cạnh. Còn điểm khác nhau của hình hợp chữ nhật và hình lập phương đó là ở các kích thước của nó. Ở hình hợp chữ nhật thì chiều dài có ba kích thước là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Còn đối với hình lập phương thì các kích thước nó bằng nhau hết. Là vì hình lập phương nó có 6 mặt đều là hình vuông bằng nhau, nên các kích thước của nó cũng bằng nhau. Trong trường hợp nếu như
các kích thước của hình hộp chữ nhật là chiều dài, chiều rộng, chiều cao bằng nhau thì nó sẽ là hình lập phương, đúng không nào? Hay có thể nói theo một cách khác, hình lập phương là chính là hình hộp chữ nhật đặc biệt. Và đây cũng chính là những điều mà chúng ta lưu ý để có thể vận dụng các quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật, để từ đó ta hình thành cái quy tắc tính diện tích xung quanh cũng như diện tích toàn phần của hình lập phương. Để các em, chúng ta hãy nhớ kỹ điều này nha. Hình lập phương là hình hộp chữ nhật đặc biệt có 6 mặt bằng nhau. Các bạn thân mến, trong tiết học trước thì chúng ta đã tìm hiểu về cái tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật rồi. Ta đã hiểu về cái tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật thì bằng tổng diện tích 4 mặt xung quanh của hình hộp chữ nhật. Mà cụ thể ở đây á, trong cái hình hộp chữ nhật này nè, cụ thể đây là 4 mặt nè. 1 nè, 2, 3 và 4. Như vậy là tính diện tích xung quanh của hình lập phương á thì cũng là tính diện tích 4 mặt bên luôn, tương tự như là tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật vậy á. Và 4 mặt xung quanh của hình lập phương đây là 1, 3 và 4. Như chúng ta đã học rồi, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật á là lấy chu vi đáy nhân với chiều cao. Còn đối với hình lập phương thì sao? Vì ta thấy á, hình lập phương nó có 6 mặt bằng nhau, do vậy là ta không có nhất thiết là phải đi tính chu vi đáy và chiều cao. À, không nhất thiết. Chúng ta chỉ cần đi tính diện tích một mặt, rồi lấy cái diện tích một mặt đó nhân với mấy mặt ta? À, nhân với là 4 mặt. Bởi vì 4 mặt của hình lập phương, 4 mặt bên của hình lập phương bằng nhau, nên diện tích nó cũng bằng nhau. Chúng ta hãy dừng lại video lại để mà chúng ta suy nghĩ. Sau khi chúng ta suy nghĩ theo cái cách tính rồi đó thì chúng ta hãy mở lại video để mà so sánh xem có đúng không nha. Rồi, thầy xin chúc mừng các bạn có cùng suy nghĩ là muốn tính diện tích xung quanh của hình lập phương thì ta chỉ việc lấy diện tích một mặt nhân với 4. Khá là đơn giản. Và đây cũng chính là quy tắc tính diện tích xung quanh của hình lập phương đó các bạn. Tương tự như vậy thì diện tích toàn phần của hình lập phương thì ta làm như thế nào đây? Ta làm như thế nào? Chúng ta biết hình lập phương thì có 6 mặt đều bằng nhau. Do vậy để tính diện tích toàn phần của hình lập phương, em có suy nghĩ như thế nào? Em có suy nghĩ, các bạn có suy nghĩ cũng giống đồng ý các bạn, là diện tích toàn phần thì bằng diện tích một mặt nhân với 6. Vì hình lập phương có 6 mặt đều là bằng nhau. Như vậy ta thấy rằng diện tích xung quanh cũng như diện tích toàn phần của hình lập phương thì rất là đơn giản hơn là đi tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập chữ nhật. Đối với hình lập chữ nhật á thì vất vả hơn, còn đối với hình lập phương á thì dễ dàng hơn. Bây giờ chúng ta có thể là vận dụng những quy tắc nào mà chúng ta vừa tìm được này để chúng ta làm cái ví dụ tính diện tích xung quanh, tính diện tích toàn phần của hình lập phương. Bây giờ giả sử thầy có cái hình lập phương, giả sử thầy có cái hình lập phương này có cạnh là 5 cm. Và các bạn hãy tính cho thầy là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Thế thì bây giờ để tính cái diện tích xung quanh của hình lập phương này á, thì ta làm như thế nào đây? Chúng ta đặt lời giải là làm sao? Rồi, diện tích xung quanh của hình lập phương á, thì chúng ta chỉ cần đi tính diện tích một mặt. Một mặt ở đây của hình lập phương chính là hình vuông, đúng không nào? Vậy thì muốn tính diện tích một mặt thì ta lấy diện cạnh nhân với cạnh nhân với chính nó và nhân với 4 là 4 mặt thì ta có được diện tích xung quanh của hình lập phương. Có nghĩa là lấy 5 nhân 5 nhân 4 sẽ bằng 100 cm vuông.
Tương tự như vậy, đối với diện tích toàn phần thì ta cũng có cái lời giải là diện tích toàn phần của hình lập phương là, rồi ta cũng đi tính lấy diện tích một mặt là 5 nhân với 5 rồi nhân với lại 6 mặt thì ta tính là được là 150 cm vuông. Ở trong cái ví dụ này á, thì thầy đã mở ngoặc và đóng ngoặc 5 x 5 để chúng ta hiểu rõ về cái đặc điểm của nó, đó là diện tích một mặt. Nhưng mà khi chúng ta làm tính á, thì chúng ta không cần đóng ngoặc mở ngoặc vì đây đều là phép nhân hết. Như vậy là ta vừa tìm được về cái quy tắc tính diện tích xung quanh cũng như là quy tính diện tích toàn phần của hình lập phương. Các bạn hãy ghi nhớ thật kỹ cái quy tắc này nha. Ở cái phần bài tập đầu tiên á, thì ở của chúng ta thì có nội dung như sau: tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh là 1,5 dm. Và bài này nó cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần vận dụng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt để xem coi cái đề toán cho chúng ta biết gì và đề toán hỏi gì. Thế như bài đề này thì đề toán cho chúng ta biết là cạnh của hình lập phương là 1,5 mét. Và bài toán yêu cầu là mình lưu tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương. Theo thầy nghĩ thì bài này chúng ta chỉ việc áp dụng cái quy tắc thực hiện mà thôi. Và ta hãy dừng lại cái video để mà chúng ta làm bài. Sau đó khi chúng ta làm xong thì chúng ta mở lại video chúng ta để so sánh kết quả nha. Các anh em mình thì bây giờ là thầy mời các bạn hãy cùng nhau kiểm tra kết quả nha. Để làm bài này chúng ta sẽ vận dụng hai cái quy tắc mà chúng ta đã vừa học, đó là diện tích xung quanh và diện tích toàn phần. Để tính diện tích xung quanh á, thì ta có lời giải như thế nào? Đúng rồi, diện tích xung quanh của hình lập phương là và ta sẽ lấy diện tích một mặt nhân với 4, có nghĩa là lấy 1,5 nhân 1,5 rồi nhân với 4 thì ta sẽ được kết quả là 9 mét vuông. Tương tự như vậy thì ta tính diện tích toàn phần và ta cũng có một cái lời giải tương tự như vậy, đúng là diện tích toàn phần của hình lập phương. Rồi chúng ta cũng lấy diện tích một mặt đó nghĩa là 1,5 nhân 1,5 rồi nhân với 6 thì chúng ta cũng được kết quả là 13,5 mét vuông. Và chúng ta nhớ chúng ta ghi rõ đáp số rõ ràng. Diện tích xung quanh của hình lập phương là 9 mét vuông, còn diện tích toàn phần của hình lập phương là 13,5. Rồi, bây giờ các em hãy cùng nhau kiểm tra kết quả có giống như bài làm không nha. Và kết quả các em nếu giống thì thầy xin chúc mừng các em. Điều đó có nghĩa là chúng ta đã nắm được cái quy tắc tính diện tích xung quanh và cũng như là diện tích toàn phần của hình lập phương rồi đó. Thầy chúc mừng tất cả các bạn. Ở bài tập 2 á, dành cho chúng ta có nội dung là người ta làm một cái hộp không nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp dạng hình lập phương có cạnh là 2,5 dm. Tính diện tích tấm bìa dùng để làm hộp không tính mấp dán. Bây giờ chúng ta tóm tắt đề toán nha. Đề toán là cho chúng ta biết gì? Và cho biết là người ta làm một cái hộp bằng nắp giống như bìa cứng dạng hình lập phương và có cạnh của nó tương ứng với lại cạnh của cái hộp là 2,5 dm. 2,5 dm. Và người ta cũng tính diện tích tấm bìa, người ta hỏi là người ta yêu cầu mình đi tính diện tích tấm bìa cần dùng, không tính diện tích mấp dán. Và ta thấy cái bài này thì cũng khá là quen thuộc đối với chúng ta.
trong những cái bài trước đó là bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hợp chữ nhật á. Và để các em hiểu hơn á, thì thầy vẫn có một cái hình để chúng ta xem để minh họa, để chúng ta có thể hình dung ra được cái hình lập phương không có nắp, nó là chiếc hộp không có nắp ha. Rồi chúng ta cùng quan sát cái hình này đi. Rồi cái điều đầu tiên chúng ta nhận thấy á, là nó có bao nhiêu mặt các bạn? Đúng rồi, ở cái thùng ở ở cái hộp không có nắp này chúng ta thấy nó có 5 mặt vì nó không có nắp. Thế thì khi mà đi tính diện tích tấm bì cần dùng để mà làm cái hộp này á thì ta tính như thế nào? À, ta lấy cái diện tích một mặt rồi nhân với mấy đây? Nhân với 5. Đúng rồi, bởi vì cái này có 5 mặt. Nó không có nắp có nghĩa là còn có 5 mặt thôi. Thì nghĩ là chúng ta đã nắm được các bước giải rồi. Các bạn hãy tạm dừng cái video và chúng ta hãy làm bài. Rồi sau khi làm bài xong thì chúng ta phải bấm mở video lại, chúng ta so sánh kết quả. Rồi bây giờ thì mời các em hãy cùng nhau kiểm tra kết quả nha. Như chúng ta phân tích thì chúng ta thấy tấm diện tích tấm bì á, để làm hộp này tức là diện tích toàn phần của lập phương, nhưng mà ở đây nó chỉ có 5 mặt mà thôi. Vậy thì chúng ta tính như vậy á, thì chúng ta cũng phải đặt cái lời giải cho nó cũng hợp lý với là cái đề bài, là diện tích tấm bì cần dùng để làm hộp, để làm cái hộp. Rồi chúng ta lấy diện tích một mặt, lấy diện tích một mặt là 5,5 nhân 5,5 rồi tất cả nhân 5 thì ta được kết quả là 31,25 dm vuông. Và sau đó chúng ta ghi đáp số. Rồi bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng kiểm tra lại kết quả cũng giống như như bài làm của mình. Rồi, các em thân mến, chúng ta đã vừa hoàn thành xong hai bài tập rồi. Thì qua hai bài này thì đã giúp chúng ta ôn luyện về cái quy tắc tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của lập phương. Để kiểm tra thì chúng ta thực sự nắm được cái nội dung cơ bản của bài học rồi đó. Và thầy chỉ có một cái thử thách. Và chúng ta hãy xem và chúng ta chọn cái đường link bên đây và vào cái đường link này chúng ta thực hiện. Rồi bài học đến đây là kết thúc. Chúc các em vui, khỏe và nhớ ông bà nha. Rồi chào các em.